Tóc chưa nhuộm, chứng tỏ là một người khá bảo thủ. Cho nên tôi đoán cô ấy mặc áo tắm một mảnh màu nhạt. Chắc chắn không phải, nhìn thân hình cô ta có vẻ hơi đầy đặn. Nếu tôi dám cá với cậu là cô ta mặc bikini màu đen. Cậu thấy chưa, tươi đô, tôi lại thắng cậu rồi. Quả cuối cùng có như thế nào đi nữa thì các em cũng đã cố hết sức mình rồi, nên bây giờ hãy thả lỏng vui chơi với bạn bè đi. Em đừng quá đặt nặng thắng thua với chị. Dạ, em hiểu rồi chị Ra. Cậu nhất định sẽ trở thành một bà mẹ tuyệt vời đó. Udo Shinichi thật đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ chính là cậu sao? Đồ ngốc, chứ còn cái gì nữa. Đó chính là lý do tôi muốn cậu cải trang thành tôi đó. Lại phải cải trang thành cậu ta lần nữa sao? Hả? Không có gì, tôi sẽ giúp cậu thêm một lần này. Nụ cười của cô bé lúc chia tay với mẹ hình như có gì đó rất lạ đó con trai à. Đúng rồi, nếu con mà nuông chiều phụ nữ thì ắt con sẽ gặp rắc rối đó. Hả, anh cũng nhận ra điều đó nữa sao? Cũng phải chọn thì nhớ chọn thằng nào giàu có hơn chưa? Trẻ tuổi dư tiền đã anh chỉ vậy có cái gì mà cao siêu? Vung tiền ra đã bắt em vài trâu, lúc đó anh nói gì thì em nghe không bao real. Nói anh nghe cuộc sống em ra sao, người yêu của em như thế nào? Buổi sáng thì nó là vợ mày, chỉ tối lên cướp thì nó là gà táo. Trở về rồi sao, thám tử lừng danh? Cậu phải dũng cảm lên chứ đã. Mình lúc nào cũng ở sau lưng cậu đây nè. Chúng ta lúc nào cũng sát cánh bên nhau mà. Nếu như có chết thì cả hai cùng chết. Anh đã ngang mấy món trầm mà đang lâu lắm rồi đó. Ý của anh là anh muốn được nếm lại mấy món mà em nấu ngày xưa mà còn nữa. Em tha thứ cho anh rồi về nhà có được không? Anh không chịu nổi nữa rồi. Can đảm là một từ rất đặc biệt.
chỉ dành cho những người dám hy sinh vì chính nghĩa thôi. Tại sao anh lại có thể lấy nó làm nguyên nhân để sát hại một người khác được chứ? Khi chỉ còn là một cái xác, chị nhất định phải sống để chờ anh xin anh chia quay trở về. Sẽ không sao đâu Ra, cậu phải mạnh mẽ lên để đợi mình trở về nha. Dù chú ấy đã hy sinh nhưng kết quả đổi lại thật là tốt đẹp. Hàng ngàn người dân, và trong đó có một người rất quan trọng đối với cháu, đã được chú ấy cứu sống. Ra nè, cậu hãy nghe lời mình, mau chạy khỏi đó đi. Ra, xin ý chí. Ra nè, mọi chuyện không sao và cậu vẫn bình an vô sự. Trước đó nữa bàn tay nhuốm máu, hắn đẩy mạnh chàng trai vô tội nhìn phía trước. Sân ga giờ đây như còn một bóng đỏ của máu. Mặc dù mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi nghĩ chúng ta dừng lại được rồi. Nếu cứ như vậy mà tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bà ấy thật đẹp á. Làm ở văn phòng luật, là luật sư hả? Mà cậu thành, cậu đã chờ đợi bao lâu bỗng nhiên xuất hiện trở lại trước mặt cậu, nhưng mà lại mất hết tất cả ký ức. Nếu như là cậu thì cậu sẽ như thế nào? Chắc là mình sẽ ngồi và khóc đến phát điên lên mất. Khóc do vui vì cậu ta đã quay trở về, cũng buồn vì cậu ta không còn nhớ những kỷ niệm mà cả hai đứa mất nhiều. Lấy tao phát của bà và chen đầu của con lại, sau đó nhảy ra khỏi xe đi. Có thể con sẽ bị thương nhưng con sẽ không chết đâu. Con có thể làm được đúng không? Nhưng mà còn ba thì phải làm sao đây? Cứu được con là việc ưu tiên hàng đầu. Và có thể mau làm đi. Về phần của Shinichi, cậu cũng rất quan tâm và lo lắng cho Rat. Sau khi bị teo nhỏ, Shinichi vẫn luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô. Dù ở xa nhưng mình sẽ luôn bảo vệ cậu, không để cậu gặp nguy hiểm đâu.
chị đang sốt mà. Chị không sao chứ? Chị không sao đâu, em đừng lo. Chị sốt nhẹ thôi, chị vẫn khỏe mà. Nhưng lỡ như chị bị ngất giống như lần trước thì làm sao? Giống như lần trước sao? Đâu có gì. Chị không thể hiểu được lý do tại sao em lại liều mình cứu chị hết lần này đến lần khác vậy hả cô Lan? Bởi vì em yêu chị. Bởi vì em thật lòng rất yêu chị. Yêu gì mà mất gì ai? Trên thế gian này, nếu như có chết thì cả hai cùng chết. Mình thật sự thích cậu. Xin nghĩ chi nhiệt. Mình nhất quyết sẽ không để Ran dính líu đến bọn áo đen đâu, cho nên cậu đừng có lo. Ran là một cô gái mạnh mẽ hơn cả sự tưởng tượng của cậu nữa. Em hãy nằm yên đi, làm ơn lại đi mà. Hắn còn tội con khác chỉ công cụ của hắn. Người yêu hắn, hy sinh vì hắn, thậm chí là dành hết thanh xuân cho sự nghiệp của hắn. Vậy mà hắn chỉ xem tôi như là một công cụ. Tôi sẽ phải mất tất cả vì tôi thà thiêu rụi toàn bộ, cả cửa tiệm này và cả hắn ta. Hắn chính là tình yêu của tôi. Khóc cho người ai, khóc cho anh. Tiếc sao đời em lắm bụi mờ. Góc xưa giờ đã hóa rêu xanh. Cuộc tình xưa giờ phải tàn úa. Cô mong chờ nơi giấc mơ xưa. Giờ đây đã hết thế rồi. Chốn đồ thành đã cuốn em theo vòng xoay cuộc đời. Mình tự hỏi khi nào sẽ xuất hiện một chàng hoàng tử nắm lấy tay Ran và đưa cô ấy đến xứ sở thần tiên đây. Cậu ráng mà giữ chặt tay cô ấy đó. Đứng làm sao khi phải mất đi người mình thương nhớ. Hãy cố đừng để điều đó xảy ra nha. Không cười đâu. Chị Ran ơi, chị giỏi giỏi karate lắm đó. Tôi biết giỏi karate thật sao? Con là đương kim vô địch giải đấu giữa các trường trung học mà. Đúng là đội trưởng của lạc bộ karate có khác. Để ta nói cho người biết cách ta giành vô địch karate toàn thành là như thế nào. Karate vô địch toàn thành.